Thưa quý vị, ngày hôm nay, những hình ảnh về hành trình của đoàn tình nguyện viên là các cán bộ bác sĩ, sinh viên ngành y tế Thừa Thiên Huế vào tâm dịch để chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp tràn ngập trên mạng xã hội. Những người cha, người chồng, người con phải tạm biệt gia đình, tạm biệt hậu phương để lên đường với quyết tâm chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hàng nghìn lượt thích, những bình luận trên các trang mạng xã hội cho thấy tình cảm, lòng biết ơn, sự tin tưởng, cổ vũ động viên của nhân dân với các chiến sĩ áo trắng. Tất cả mọi người dân đều mong muốn các chiến sĩ áo trắng của Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung đang hướng về miền Nam thương yêu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt những người làm chương trình, xin giúp các anh dì trong đoàn hoàn thành sứ mệnh cao cả và bình an trở về. Những hình ảnh đầy xúc động trong hành trình về với miền Nam cũng là lời kết cho chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.